typical, a feeling I already know. Text you then silence. Oh no, oh don't call me traditional, but I ain't just one of these hoes. I know you like me, really, really like me. So why do you play it so hard and do me so cold? So are you innocent or not? I gotta know. Summer nights, intoxicated minds, 4 AM we chill, fading for catch feels. Yeah, but you know what? Down for the long ride. Tell me, is this real? 'Cause baby, I'm all or nothing. All or nothing. Pull up, you hop in my ride. You stay chilling by my side. Still call me a friend, oh so. Why you still calling me up? Say you ain't mine. That's the shit I don't like. But I like you, and I think you like me too. So what's the hold up now? So why do you play it so hard and do me so cold? So are you innocent or not? I gotta know. Summer nights, intoxicated minds, 4 AM we chill, fading for catch fish. But you know what? Down for the long ride. Tell me, is this real? 'Cause baby, I'm all or nothing. All or nothing. 'Cause baby, I'm all or nothing. All or nothing. Chúng ta học với nhau 3 năm rồi. Từ bữa đó từ năm vào năm lớp 10. Tuy rằng năm lớp 10 trường chúng ta, lớp chúng ta rất đông, 60 mấy người, nhưng mà do những vấn đề trong hoàn cảnh nói chung là những cái điều đấy là chắc là điều không ai mong muốn được. Thật là những, nếu mà những người cho các bạn đấy đây, cho các bạn là không học cùng nhau thì cũng không sao. Nhưng mà ở đây thì có tầm khoảng 43 người. Thì tớ nói như sau. Học cùng nhau 3 năm rồi. Những lần đi học lớp này, ăn lớp thì chưa lần nào được đông đủ như hôm nay. Hôm nay là lần đông, nhưng mà cũng có một điều tiếc rằng là có một bạn. Thôi bọn nó nói ra thì cũng là nhẽ buồn cho lớp, tôi cũng phải nói hết. À, bạn đấy là không đi chụp yếu của lớp. Đấy cũng là một điều buồn của lớp. Vì cái lớp là như tổ đoàn kết rồi, thiếu một người là cũng hết vui một phần. Nhưng mà thôi không sao, cứ nắng qua những vui buồn đấy là chúng ta cứ đi chơi thoải mái. Thì bây giờ có 3 chai trai bia để lớp mình uống chung nhau nhá. Đưa lên uống chung nhau, mỗi người chuyển nhau, mỗi người một hớp đi, để cho tình cảm của chúng ta đi lên này.